Các bạn thân mến, rất vui khi ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần livestream này. Nếu như mà các em đã lên xem rồi thì hãy gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay nhá, được không nào? Hello các bạn, xin chào các em. Nào, gửi lời chào tới chị nhá. Ngày hôm nay chúng mình sẽ có cái cơ hội tham gia vào một trong số những cái chiến dịch mà bản thân chị thì nghĩ rằng là đây là một trong số những cái chiến dịch mà các bạn rất cần ở trong giai đoạn này, được không ạ? Nếu như các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá, được không? Hello các em, gửi lời chào tới chị nhá. Cho mùa đông thôi ra bao gọi nắng tô xuân hồng. Chưa gì đã yêu chị rồi, chết thật. Rồi, xin chào các em. Nào, gửi lời chào tới chị nào để chị xem có những ai nào. Hello Thanh Thảo. Hello bé Yên, xin chào em. Xin chào Diệp Hạnh. Vẫn nhớ giọng chị quá. Chị cũng nhớ các bạn 2K2 lắm. Hãy ghi dấu thanh xuân tuổi trẻ của mình với 4 năm đại học thật là tuyệt vời các em nhá. Ok, xin chào Lan. Xin chào anh Nguyễn. Gọi con thuyền tình yêu. Ok, xin chào Hương Giang, xin chào Minh Ngọc. Số bờ cá, anh biết cũng cả người gió, gọi câu chuyện tình yêu. Ok, xin chào Quý Duyên, xin chào Minh Ngọc. Các bạn ơi, nhanh chóng nào. Chúng ngày hôm nay chúng mình có một cái chiến dịch vô cùng đặc biệt. Và chị sẽ nói tổng quan về cái chiến dịch này. Và chị nghĩ rằng là đây sẽ là cái mà các bạn rất là cần luôn ấy. Được không nào? Hello, xin chào Vũ Ngọc, xin chào em. Đợi mọi người một chút xíu nha. Ơi chị đây, Vũ Ngọc sao thế em? Em đã đi học về chưa? Các bạn đã đi học về chưa? Ok, xin chào Minh Trâm. Đây, bây giờ chị sẽ nói, được không ạ? Đợi mọi người đông đủ một chút rồi chị sẽ nói nhá, được không nào? Để xem là cái chiến dịch này về cái gì, được không ạ? Nhưng mà trước tiên thì chị muốn là mỗi bạn sẽ tag giúp chị tối thiểu là 5 người bạn của mình vào phần livestream này. Nếu như các em muốn có một cái tấm vé để tham gia cùng với chị Hiên trong buổi trong một cái chiến dịch tiếp theo, đó chính là chiến dịch hạt bụi vàng nhá. À ok, xin chào Đinh Linh, xin chào em. Các em vừa đi học về à? À ok, xin chào Thu Huyền, xin chào em. Cảm ơn Đình Ân rất nhiều nhá. Chăm xem live của chị Hiên là chắc chắn 8 cộng đấy. À vừa về thấy thông báo là bay vào đây luôn à. À ok, ôi Thanh Mai, chỗ em bão á. Ôi thế à. Ờ, à, rồi em đang lau nhà thấy thông báo là vào liền à. Hello sinh viên năm nhất. Có dịp chị sẽ vào rồi, alo em nhá Quân nhá, được không? Rồi, em 2K2 chào chị, xin chào. Rồi, các bạn ơi, trước tiên ta giúp chị 5 người bạn vào nhá, để chắc chắn có một cái slot để tham gia cùng với chị Hiên trong cái chiến dịch vô cùng đặc biệt này. Và chiến dịch này là chiến dịch nói về cái gì? Thì ngay bây giờ chị sẽ cùng trao đổi cùng với các bạn để các bạn hiểu thêm nhá, được không ạ? Trước tiên hãy tag bạn bè của mình vào đây giúp chị đã nha. Ok không nào? Hãy tag bạn bè của mình vào đây nhá, tối thiểu là 5 người bạn để có được một cái slot tham gia cái chiến dịch này cùng với chị Hiên, được không nào? À vừa xong vừa học về xem chị luôn à? À thế à, may quá nhở, may quá là các bạn đã đi học về rồi. Rồi chị sao, chị chào lành nhá, xin chào em. Rồi đã thấy khá là nhiều bạn bắt đầu tag bạn bè của mình rồi. Đã thấy khá là nhiều bạn tag bạn bè của mình vào đây rồi. Và chúc mừng các em vì các em đã trở thành những người đầu tiên có được tấm vé để tham gia chiến dịch vô cùng đặc biệt này cùng với chị Hiên, được không ạ? À, cộng với khóa học là tự tin 8,59 cộng luôn à. Cảm ơn Quang Quân. Cảm ơn bạn điểm văn rất là cao của chị Hiên trong năm vừa qua. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Nếu mà có thể thì hãy chia sẻ với những em ở thế hệ phía sau giúp chị nha.
được không? Rồi các bạn ơi, các em đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu cùng với chị về chiến dịch này chưa? Không có vấn đề gì đâu, kể cả là ít các bạn thì chị vẫn chia sẻ bình thường, bởi vì chị biết là tầm này thì các em đang đi học, có nhiều bạn thì vẫn chưa được về, thực sự là như vậy. Nhưng mà chị vẫn muốn phát cùng với các bạn, bởi vì là chị luôn luôn muốn tranh thủ cái thời gian hiếm hoi cùng với các bạn để có thể đồng hành cùng với các em như thế này. Và bây giờ thì chị sẽ nói với các bạn về chiến dịch này ạ, chiến dịch hạt bụi vàng. Các bạn thân mến, Maxim Gorky đã từng nói rằng là gì ạ? À, chúng ta có những cái chi tiết nhỏ và chi tiết nhỏ đã làm nên tác phẩm lớn, đúng không nào? Theo cái ý hiểu ấy, thì bất cứ một cái tác phẩm nào cũng sẽ phải có những cái chi tiết, cũng sẽ phải có những cái hình ảnh. Và những cái chi tiết và hình ảnh đó sẽ là cái vấn đề then chốt, là những cái tưởng chừng là rất nhỏ thôi nhưng lại giúp cho tác giả làm nên sự thành công của tác phẩm. Nhưng mà chị cảm thấy rằng có một cái vấn đề rất là lớn ở trong các bạn, đó chính là bản thân các bạn ấy thường phân tích chi tiết không sâu, đúng không ạ? Các em ơi, nào, cái câu hỏi đầu tiên chị đặt ra dành cho các bạn, đó là các bạn có thường phân tích chi tiết này sâu không? Có rất là nhiều bạn thì thường ấy phân tích chi tiết không sâu và phân tích hình ảnh cũng không sâu. Ví dụ như là phân tích một cái đoạn thơ hay là một cái bài thơ, hoặc là một cái trích đoạn nào đó ở trong truyện ngắn, trong ký, trong tùy bút, hay là hình tượng nào đó, thì đa số các bạn chỉ lướt qua những cái phần chi tiết thôi. Và các bạn sẽ thiên nhiều, nếu như trong thơ thì các bạn sẽ thiên nhiều về việc là diễn xuôi thơ, mà trong văn xuôi thì các bạn sẽ thiên nhiều về việc kể lại, đúng không ạ? Những ai gặp hai cái trường hợp như vậy giơ tay chị xem ạ. Một là viết thơ thì là hay diễn xuôi, mà làm về văn xuôi thì lại hay kể lại. Những bạn nào gặp cái tình trạng đó giơ tay chị xem ạ. Những bạn nào thường gặp tình trạng này giơ tay chị xem ạ. Bởi vì bản thân các bạn không hiểu được cái bản chất của vấn đề là gì ạ. Chúng ta cần phải nhìn nhận vào những cái chi tiết hình ảnh ở trong cái tác phẩm đó, và sau đó chúng ta dùng cái cảm nhận của mình, dùng cái suy nghĩ của mình để chúng ta phân tích, chúng ta bóc tách, được không ạ? Rồi, chứ không phải là các bạn kể lại, và cũng không phải là các bạn diễn xuôi, được không nào? Không phải là chúng ta kể lại và không phải là chúng ta diễn xuôi. Vậy nên chị mới nói với các bạn rằng là chi tiết ấy trong một cái tác phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng, được không ạ? Chi tiết trong một tác phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mà nếu như chúng ta lỡ mà bỏ sót thì rất có thể là cái bài viết của chúng ta sẽ cực kỳ nông. Mà đương nhiên là mong muốn của rất là nhiều bạn thì chúng ta chỉ mong muốn rằng là chúng ta có thể viết được một cái bài văn đúng, đủ, sâu và hay thôi. Bốn yêu cầu đó thôi, không cần gì nhiều hơn, đúng không ạ? Với bốn cái yêu cầu đó thì chị tin chắc chắn rằng là với bốn yêu cầu này thì các bạn cũng đã có được một cái số điểm cao khi mà làm bài môn văn rồi, đúng không ạ? Nói vui là như vậy, nhưng nói chung là bắt đầu từ buổi tối ngày hôm nay thì chị Hiên sẽ tổ chức một cái chiến dịch mang tên là chiến dịch hạt bụi vàng. Đây là chiến dịch nhằm đi khai thác sâu về các cái chi tiết đắt giá trong những tác phẩm văn học, để từ đó giúp cho các bạn có thể hoàn thiện được bài viết của mình một cách tốt hơn, và các bạn sẽ hiểu hơn về việc thế nào là phân tích, được không ạ? Chị nói ngắn gọn như vậy thì các bạn đã hiểu chưa? Em đã hiểu chưa? Tự chung lại là như vậy ạ. Tự chung lại là đây là một cái chiến dịch nhằm đi sâu vào việc phát hiện ra những cái chi tiết độc đáo ở trong từng tác phẩm. Và chị sẽ hướng dẫn các bạn theo những cái phần phân tích chi tiết nhất, để từ đó các bạn sẽ có thêm những cái ngữ liệu và hiểu thêm về cách viết, về phân tích là như thế nào, được không ạ? Chúng ta sẽ có một cái group kín nhá, và sẽ có một số những điều kiện sau cho các bạn để có thể tham gia vào group này, để tham gia chiến dịch này ạ. Đây là một chiến dịch cực kỳ mới, chị cam đoan với các bạn là như vậy. Đây là chiến dịch đầu tiên chị Hiên làm về chi tiết, và chị muốn dành cho nó một cái tên nghe vừa nhỏ bé nhưng mà lại cũng rất là lớn lao, đúng không ạ? Hạt bụi vàng, muốn nói lên cái tầm quan trọng của những chi tiết độc đáo trong những cái tác phẩm văn học mà chúng ta được học cùng với nhau. Ok không nào? Thế nên những bạn nào muốn tham gia bây giờ làm giúp chị các bước sau ạ. Bước thứ nhất, các em chia sẻ giúp chị phần livestream này công khai nhá. Ok không? Bước số 2, các em tag thêm 5 người bạn giúp chị nhá. Và sau đó các em cáp lại màn hình rằng là em đã chia sẻ và em đã tag 5 người bạn rồi. Sau đó gửi tin nhắn cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên. Thì sau đó các bạn sẽ được các anh chị add vào trong group để tham gia chiến dịch cùng với chúng mình nhá. Sẽ có thêm một cái điều kiện nữa. Đây là cái điều kiện mà bản thân chị cảm thấy rằng là
đây là một cái sự ưu tiên của Học Văn Chị Hiên dành cho các bạn. Đó là tất cả các bạn nào đang sở hữu sách của Học Văn Chị Hiên, những bạn nào muốn đăng ký khóa học thì nhắn tin cho admin fanpage giúp chị nhá. Những bạn nào, được không nào? Những bạn nào mà đã có sách của Học Văn Chị Hiên thì các em chỉ cần chụp lại sách của mình, được không ạ? Các em chụp lại sách của mình và các em chứng, nói chung là các em bằng cách nào đó chứng minh cho các anh chị admin rằng các em đã sở hữu sách của Học Văn Chị Hiên thì các em sẽ được tham gia tiếp tục vào những cái chiến dịch tiếp theo nhá. Có nghĩa là từ giờ đến cuối năm học thì Học Văn Chị Hiên sẽ còn rất là nhiều những cái chiến dịch hay. Và ngày hôm nay cái chiến dịch Hạt Bụi Vàng ấy chỉ là một cái chiến dịch rất nhỏ tiếp theo thôi, để chúng mình cùng với nhau đi vào những cái khía cạnh tiếp theo của vấn đề. Thế nên là những bạn nào mà đã sở hữu sách hoặc là sở hữu khóa học của chị Hiên thì sẽ đều được tham gia free tất cả những cái này. Và đương nhiên những bạn nào mà thực hiện xong cái yêu cầu thì cũng sẽ được tham gia free thôi, được không ạ? Nhưng mà chỉ là ở trong cái chiến dịch này thôi. Chị thì chị mong rằng là gì ạ? Chị thì chị mong rằng là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, được không ạ? Chị thì chị muốn là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là các em đã có sách của chị rồi thì các em sẽ có những cái quyền lợi cực kỳ tuyệt vời. Và cái quyền lợi cực kỳ tuyệt vời đầu tiên mà chị muốn nói với các bạn ở đây đó chính là chúng ta sẽ được tham gia các cái chiến dịch free của Học Văn Chị Hiên. Và bắt đầu từ buổi tối ngày hôm nay, đó sẽ là chiến dịch mang tên Hạt Bụi Vàng, được không ạ? Hạt Bụi Vàng là chiến dịch chị sẽ đi sâu về phân tích các cái chi tiết đặc sắc trong những cái tác phẩm văn học, được không? Chị sẽ đi sâu và phân tích các cái chi tiết trong tác phẩm văn học. Bởi vì chị hiểu rằng các bạn cực kỳ bị yếu với cái này. Như chị đã nói đấy, có hai cái vấn đề thường gặp đối với cái việc mà các bạn làm văn. Cái vấn đề số 1 đó là phân tích thơ thì thường sẽ diễn lại thơ, tức là diễn xuôi thơ ra. Mà cái thứ hai, phân tích văn xuôi thì thường là kể lại. Bởi vì là các bạn chưa từng nhìn nhận, chưa bao giờ các bạn nhìn nhận vào những cái sâu sắc, vào những cái chi tiết đắt giá mà có trong cái tác phẩm đấy. Đó là lý do tại sao mà bản thân chị mong muốn rằng là chị sẽ làm cái chiến dịch này. Chị nghĩ nó sẽ rất cần thiết với các bạn. Và chắc chắn rằng đây sẽ là cái chiến dịch duy nhất chỉ có tại Học Văn Chị Hiên thôi ạ. Chị có thể cam kết với các bạn điều đó. Đây sẽ là cái chiến dịch duy nhất có tại Học Văn Chị Hiên. Và chắc là chị sẽ chỉ có thể cho phép khoảng tầm 200 bạn tham gia vào chiến dịch này thôi. Bởi vì nó rất là quý ấy. Mặc dù nó nhỏ thôi, nó chỉ nhỏ như hạt bụi thôi, nhưng vì nó là bụi vàng thế nên nó rất quý các em ạ. Chị chỉ có thể dành khoảng suất cho khoảng 200 bạn thôi. Đương nhiên là những bạn nào mà có sách ấy thì các bạn cũng sẽ được tham gia free, đó là điều đương nhiên. Ok chưa nào? Nhá. Rồi, xin chào các bạn. Thế nên những bạn nào muốn đăng ký tham gia vào chiến dịch này thì hãy làm những cái yêu cầu vừa rồi mà chị đặt ra nhá. Để chúng ta sẽ có thể, thật ra đó chỉ là một cái phần để các bạn lan tỏa giúp cho chị Hiên thêm thôi, động thêm cái động lực cho chị để chị phát trực tiếp nhiều hơn và làm những cái chiến dịch hay hơn nữa, được không ạ? Ai có sách thì các em chỉ cần check in với sách, sau đó thì các em sẽ nhắn tin cho fanpage là ok, được không ạ? Nhá, các em chụp lại sách này, các em check in trên trang cá nhân của mình, được không ạ? Các em đăng lên trên trang cá nhân kèm theo một cái lời gì đó, có thể là cảm nhận về sách. Sau đó em cáp lại cái phần đó, em gửi cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên giúp chị nha. Thì chúng ta sẽ được tham gia những cái chiến dịch free tiếp theo cùng với chị Hiên, được không nào? Ok không? Rồi các bạn ơi, có lẽ là buổi trưa ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng tới đây thôi. Bởi vì buổi tối thì chị sẽ gặp các bạn trong buổi đầu tiên ở chiến dịch Hạt Bụi Vàng. Chị mong rằng là chiến dịch này sẽ đem lại cho chúng mình thật là nhiều những cái kiến thức văn học bổ ích và thú vị. Chắc chắn là như vậy rồi. Và cũng muốn nói thêm với các bạn là thực ra thì tại sao mà team Học Văn Chị Hiên lại làm cái chiến dịch này. Bản thân bọn chị khi mà làm về văn và khi mà đồng hành cùng với các bạn thì hiểu được cái giá trị lớn lao và cái sứ mệnh lớn lao của bản thân mình là thắp lên cái tình yêu môn văn dành cho các bạn. Nên chị rất là mong rằng với cái chiến dịch mang tên Hạt Bụi Vàng thì sẽ có thêm nhiều bạn hơn nữa yêu thích môn văn các em nhá. Còn bây giờ thì ngay lập tức thực hiện các cái yêu cầu mà chị vừa mới thông báo cùng với các bạn đi. Tất cả chỉ là những cái yêu cầu nho nhỏ thôi. Sau đó nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để tham gia cùng với chị Hiên ở trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối đầu tiên với chiến dịch Hạt Bụi Vàng các bạn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo nha. Bye bye.